Thưa quý vị, cũng tại Quảng Ngãi và cũng liên quan cơn bão trước, khoảng một tuần nay, trên sông Hầm Giang, đoạn qua xã Tịnh Thiện, Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Và đặc biệt là sau khi xuất hiện tình trạng cá chết thì hàng nghìn con vịt của người dân khu vực này cũng chết bất thường, nghi là do ăn cá chết trên sông. Theo người dân thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện, từ sau cơn bão số 5, họ thấy có nhiều cá chết nổi trên sông Hầm Giang. Tiếp đó, nhiều đàn vịt chăn thả trên sông cũng có vịt chết. Ao lục á là em thấy nước cái sông đen á là quá nó chết nhiều. Vịt em nó ra nó ăn á là vịt nó cũng chết nhiều lắm. Hôm nay qua ngày nay là hết 800 con rồi đó. Nhà có nghề nuôi vịt dọc sông Hầm Giang, ông Nguyễn Văn Canh đang rất lo lắng, hoang mang vì chỉ trong vài ngày qua đã có 900 con vịt bị chết. Nhưng mà hiện tại giờ là còn chỉ 300 con thôi. Nguồn nước từ sông xuống nó có, nó nổ lên nó chết, vịt ra là nó ăn, coi như cá đó là nó bị. Bây giờ coi như yêu thành phố nghiên cứu là coi như để coi như giúp đỡ người dân. Bằng có cấp ở trên thì về để tìm hiểu cái nguồn nước nó bị ô nhiễm thế nào mà dẫn đến cái cá chết rồi vật nuôi của người dân chết thì để kiểm tra rõ ràng mà chúng tôi cũng trả lời cho nhân dân được biết. Trước mắt, các địa phương đã yêu cầu các chủ hộ không được chăn thả gia cầm trên sông mà nuôi nhốt tại chỗ. Đồng thời tiến hành xử lý tình trạng cá vịt bị chết để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường. Chuyển sang những thông tin liên quan tới hội nghị thượng đỉnh về các hệ thống lương thực của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới cần nhìn nhận lương thực như một quyền con người, chứ không phải là hàng hóa đơn thuần. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về các hệ thống lương thực của Liên Hợp Quốc, có sự tham dự của nhiều đối tượng, từ các nguyên thủ quốc gia tới nông dân, thanh niên, người thiểu số. Ông Guterres nêu rõ, chúng ta cần nhìn nhận lại cách chúng ta đánh giá lương thực, không chỉ đơn giản như một loại hàng hóa để trao đổi, mà là một quyền mà mỗi người đều có. Mỗi ngày vẫn có hàng triệu người phải nhịn đói đi ngủ, 3 tỷ người không có được bữa ăn lành mạnh, 2 tỷ người thừa cân hoặc béo phì, 462 triệu người bị nhẹ cân và gần 1/3 lượng lương thực sản xuất bị thất thoát, lãng phí. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc khuyến khích những cách hành xử mới, qua đó củng cố sức chống chịu của các hệ thống lương thực địa phương đối với các cú sốc bên ngoài như xung đột, biến đổi khí hậu hay các dịch bệnh. Hội nghị thượng đỉnh các hệ thống lương thực của Liên Hợp Quốc được tổ chức trong nỗ lực nhằm cải tạo mạnh mẽ ngành lương thực và đưa thế giới trở lại lộ trình đạt được toàn bộ 17 mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Việt Nam muốn trở thành trung tâm sáng tạo về lương thực thực phẩm ở khu vực, đó là phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về hệ thống lương thực. Chủ tịch nước nhấn mạnh phối hợp giữa các quốc gia, các đối tác, nhân tố trong hệ thống lương thực thực phẩm phải vì lợi ích của người dân. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đề xuất một số giải pháp đảm bảo an ninh lương thực trước bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch nước nhấn mạnh, hội nghị cần thúc đẩy các biện pháp sáng tạo nhằm chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, trong đó cần chuyển đổi tăng trưởng nông nghiệp sang tích hợp đa giá trị, bao gồm cả giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa, cảnh quan, môi trường, nhấn mạnh phát triển nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp và thuận thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Chủ tịch nước cho rằng, cần đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng nông nghiệp, vừa phục vụ sản xuất và vừa phát triển kinh tế nông thôn, lấy người nông dân làm trung tâm, đồng thời tạo môi trường thực phẩm lành mạnh, thói quen ăn uống hợp lý, cân đối dinh dưỡng, xu thế tiêu dùng xanh, có trách nhiệm. Đặc biệt, Chủ tịch nước đề cao yêu cầu chuyển đổi số cùng đổi mới chính sách, thể chế, hình thành các mạng lưới đổi mới sáng tạo và khẳng định Việt Nam mong muốn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực thực phẩm tại khu vực và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, dự báo, quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thưa quý vị, tin mà chúng tôi mới nhận, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 Vabiotech, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, đã chính thức công bố sản xuất thành công lô vaccine phòng COVID-19 Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, lô vaccine này đã được Viện Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya, Liên bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá là đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn. Hôm qua, tại New York, Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm công ty Pfizer. Phó Chủ tịch tập đoàn này cam kết với Chủ tịch nước là sẽ cung cấp cho Việt Nam trong năm nay đủ 31 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người lớn, đồng thời có 20 triệu liều vaccine cho trẻ em khi Pfizer có đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn. Chúng ta sẽ trở lại với những thông tin liên quan dịch bệnh ở phần sau. Và ngay bây giờ sẽ là thông tin về cơn bão số 6.
Thưa quý vị, bão đã tan nhưng hoàn lưu của cơn bão tiếp tục gây ra mưa lớn trải dài từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Trong ngày hôm nay, hoàn lưu của cơn bão số 6 tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Trong hôm nay và ngày mai, vùng mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6 tiếp tục mở rộng đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn sẽ khiến vùng núi các tỉnh Trung Bộ, Trung Du Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp ven sông. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng bão số 6 gây mưa lớn ở Quảng Ngãi, khiến mực nước trên các sông trong tỉnh dâng cao. Trong khi đó, lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà ở Quảng Ngãi và Quảng Nam bị tốc mái. Tại Quảng Ngãi, đã có mưa vừa, mưa rất to, kéo dài trong nhiều giờ liền, khiến nhiều tuyến đường thành phố Quảng Ngãi bị ngập nặng. Mực nước trên các sông dâng cao, nhiều nơi mực nước ở mức báo động 2. Chiều ngày 23 tháng 9, trên khu vực ven biển của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã có mưa lớn kèm gió mạnh. Tại thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, đã xảy ra một đợt lốc xoáy mạnh khiến 15 nhà dân bị tốc mái, sập tường. Rất may, không gây thiệt hại về người. Tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, cũng có 14 nhà dân bị tốc mái. Đêm qua tại Lý Sơn, mưa to, gió mạnh cấp 8, cấp 10, lốc xoáy làm tốc mái 9 căn nhà dân, biển động dữ dội. 50 hectare hành nằm ở vùng sát gió cũng bị bão làm dập lá, ảnh hưởng nhẹ.